Hi, welcome back to my channel Start Scale Go. Và các bạn cùng mình khám phá kênh đầu tiên nha. Ok. Let's go. Ok, rồi, tiếp tục là review rushing. Và đây là một trong những 12 tựa game hay và hot nhất trong những tháng vừa qua. Thank you.
Rồi, và bây giờ thì tiếp tục Traffic Reader. Let's go. Ok. Ngoài trời đang mưa. Cơn mưa này khá là trơn. Và các bạn sẽ phải cẩn thận, nếu không thì sẽ đâm phải vào ô tô ngay. Yeah, let's go. Bốc đầu rồi. Oh my god, đi giữa mà không được. Yeah. Ok. Rồi, và tôi game thứ tư. Need for Speed, No Limits. Ok. Ok.
Gaston bari. Chiếc xe thật ngon thì lúc đó các bạn mới chiến thắng được cái đường đi đó. Ok, đi rồi. Ok, và mình sẽ chuyển sang thứ 7, Sarah Rushing Chu. Let's go. Thank you.
觉。Rowley 吧 ，OK。Promonto。Rushing bar. Let go.
OK, chào Phí Châu. Lý. Oh my god, chuẩn bị ông ta không cháy một con đường đi. Bitcoin liên tục tránh những lúc mà họ ra xa. Wow, không thể nào tránh được. Ở đây các bạn phải chậm lại, sau đó thì sẽ tiến tiếp thì mày là ok và thành công. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Resumato. Let's go. Oh, quả táo khá là nhiều cái này. Rồi, let's go. Oh my god. Wow, bên sang lại còn chèn nhau, đẩy ra ngoài.
rất hay chèn nhau luôn. Cho nên để mà về được khá là khoai. Để xem sao. Đánh tốc 1 đâu rồi. Đánh chẳng tốc 1 về lâu rồi. Các bạn sẽ bỏ tiền, sau đó thì mua cho mình cái xe ô tô xịn hơn. Và khi đó thì các bạn sẽ tiếp tục thể hiện và chinh phục. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game cuối cùng. Ở First Night. Đây là một tựa game khá hay và hot trong những tháng vừa qua. Và một trong những tựa game rất là đẹp mắt của đua xe này. Ok. Con này không biết còn là nâng cấp được nữa không. Không thể nâng cấp được nữa rồi. Xem còn con nào không, ngon không. Những con này thì chưa có gì. Chưa đủ những tấm thẻ để các bạn lấy được. Let's go. Let's watch. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.